thưa quý vị, chương trình của chúng tôi Good Morning Việt Nam America mỗi buổi sáng từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi, và như thường lệ ngày thứ năm chúng tôi rất hân hạnh được làm việc chung với bác sĩ đẹp trai Võ Đình Hữu, chủ tịch của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại của chúng ta. Trước hết kính chào bác sĩ Võ Đình Hữu. Vâng, chào Như Miên và tất cả thính khán giả thính đài, và chúc quý vị sức khỏe trong thời gian dịch Covid này. Không có gì mà lo hết, ok? Tất cả mọi chuyện nếu mình làm tốt đẹp không có lo gì hết. Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng rất đặc biệt. Chúng tôi đã chuẩn bị để làm trình bày, sợ rằng chúng ta khó có được cơ hội để trình bày một cách cặn kẽ những vấn đề khúc mắc của chúng ta đối với đại dịch. Đại dịch vẫn còn là một bí mật, và bí mật đó chúng ta tìm hiểu xem những điều mà chúng tôi tìm hiểu hay là trình bày trên đài với một bề dày của kinh nghiệm truyền thông không dám nói là nhiều, nhưng 51 năm chúng tôi thận trọng, tại vì muốn giữ cái nghề của mình, cái lòng yêu thương của khán giả của mình suốt mấy chục năm. Chúng tôi không dám làm ẩu, chúng tôi có nói lắp bắp hay là có nói chậm rãi, mục đích là để phục vụ cho quý vị cao niên, những người thân yêu đã theo chúng tôi, có vị viết thư đã theo tôi từ lúc mà tôi làm phóng viên báo Trắng Đen, mà tôi đi tường trình rồi tôi viết cái câu nào người ta còn nhớ. Thưa quý vị, con người ai cũng có xúc động cả, cho nên chúng tôi trình bày những việc ngày hôm nay, thưa quý vị, vô cùng quan trọng. Chúng tôi mong rằng quý vị lắng nghe từng lời nói của chuyên viên, giống như là tâm tình của một chuyên viên y tế, của một bác sĩ y khoa tốt nghiệp tại Việt Nam cũng như hành nghề liên tục tại Hoa Kỳ suốt 45 năm qua. Thì với những kinh nghiệm và bề dày truyền thông cũng như y khoa, ngày hôm nay chúng tôi muốn cống hiến cho quý vị một số những tin tức trong hai phần đầu, toàn bộ về COVID-19 và những cái diễn biến chung quanh. Thưa bác sĩ Võ Đình Hữu cũng như quý khán giả, đầu tiên hết thì có lẽ là Leo sẽ lấy cái hình số 3, số 4, số 5 và video số 3, số 4. Thưa quý vị, bản tin sớm nhất, kinh hoàng nhất trong buổi sáng hôm nay, bác sĩ Võ Đình Hữu có lẽ cũng đã nghe, cũng đã thấy đâu đó trên mạng nhưng không có để ý. Thưa quý vị, hãng thông tấn lớn nhất của thế giới là hãng thông tấn Reuters, cũng như nhiều cơ quan truyền thông quốc tế. Thưa quý vị, chúng tôi không chọn CNN, chúng tôi không chọn những cơ quan truyền thông thiên tả tại Hoa Kỳ. Chúng tôi chọn những cơ quan truyền thông quốc tế có uy tín, có bề dày như BBC, như Reuters, như Guardian hay là RFI, tiếng nói quốc tế nước Pháp. Thưa quý vị, đó là những cái tiếng nói mà chúng tôi tôn trọng. Thưa quý vị, những cơ quan truyền thông này, thưa bác sĩ Võ Đình Hữu, nói về thế giới, cứ 15 giây có một người chết vì con virus quỷ quái này. Rồi tại Hoa Kỳ, chúng ta 80 giây lại có một người chết. Thưa bác sĩ Võ Đình Hữu, chúng tôi chiếu cái video bác sĩ Anthony Fauci, là người đứng đầu về cơ quan dịch tễ học và phòng của Hoa Kỳ, là một nhân vật gần giống như là cái bộ óc của đối phó với Covid này. Bây giờ chúng ta chưa có thể nhận định ông như thế nào, tại vì cái đại dịch nó chưa qua, nhưng tới giờ phút này ông vẫn còn được lòng kính trọng của không phải riêng Hoa Kỳ mà cả thế giới. Thưa quý vị, bác sĩ Anthony Fauci trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt dành riêng cho tờ báo Politico của Hoa Kỳ có khuynh hướng bảo thủ, ông có nói rằng không cần phải đóng cửa mới chặn đứng được sự lây lan. Và cái điều kế tiếp
là chúng ta phải sống với con virus này. Ông không có nói rõ ràng là đợt thứ nhì, nhưng mà mùa cúm sắp sửa tới, chưa biết là chúng ta có vaccine ra chưa, hoặc giả là chúng ta đừng bị cúm mà không biết có phải cúm hay là bị Covid, tại vì những cái triệu chứng, thưa bác sĩ, nó cũng hơi giống giống nhau. Chúng ta nhầm lẫn nổi cái cảm với cái cúm mà tôi đây nè. Tôi là năm nào tôi cũng bị la hoài. Tôi cứ tưởng cúm được uống lộn vô cảm, rồi tưởng là cảm mà tưởng là cúm, uống cúm. Rồi cuối cùng hai cái đó không đúng. Bác sĩ của tôi nói trời ảnh điên quá, tôi cho anh có thuốc allergy, anh bị allergy nữa. Mà sao anh uống allergy? Allergy mà cứ uống cảm, cảm với cúm hoài. Thưa bác sĩ, bây giờ là nói đến cái chuyện ở bên Pháp, ở bên Việt Nam và bên Tàu người ta chưa rõ ràng, nhưng mà rõ ràng bên Pháp nói là giai đoạn 2 tới rồi. Con virus là lần thứ hai nó quay trở lại. Việt Nam là lần thứ hai luôn. Cho tới giờ phút này, Việt Nam có 10 người chết và thêm nhiều ca nhiễm tại nhiều thành phố. Thưa mời bác sĩ phân tích cho quý khán giả của đài biết về hiện tình của Covid-19. Thì bây giờ chắc chắn nó có thể trở lại trong cái mùa thu khi mà thời tiết lạnh. Thì nhưng mà năm này đó mình không biết là có hai anh đánh nhau trong một lúc không, đương nhiên là có thể cúm và Covid trở lại cùng. Cúm thì đương nhiên là cuối tháng 8 cho tới đầu tháng 9 và kéo dài cho tới là cuối tháng 3 đầu tháng 4. Thì bây giờ đó là mình là tháng 8 rồi, chỉ trong vòng một tháng nữa là mình có thể bị cúm rồi. Và Covid bây giờ ở các quốc gia khác nó bắt đầu trở lại. Ngay Hồng Kông cũng đã trở lại rồi. Thì Hoa Kỳ đó thì lâu nay mình thấy là nó gì nó giảm rồi nó lên, mấy tuần trước nó lên lại cái con số mà positive lên có thể tới 70 mấy ngàn, nhưng mà gần đây thì nó lại xuống lại còn 6 mấy ngàn thôi. Nhưng mà số chết ấy, hồi xưa là 2-3 ngàn thì nó xuống có 400-500, 700-800, bây giờ lên lại là 1,300. Thì quý vị thấy thì có thể nó đang trở lại, mình chưa biết, nhưng mà cũng có thể là vì bây giờ cái test rất là dễ, là ở Mỹ ấy, người nào test cũng được mà không cần đi bác sĩ, mà nó có những cái cơ quan, nghĩa là họ chính phủ vì quá giỏi, tất cả mọi người chỉ ghi danh và không cần nói có triệu chứng hết là test được hết, làm hẹn là test thôi, thành con số nó lên cao nhiều là thường thôi. Nhưng mà con số chết nó có đương nhiên số mà nhiều nhiễm nhiều thì nó tăng thôi, nhưng mà vẫn là thấp so với hồi trước. Nhưng đặc biệt á, tại sao tôi không hiểu là New York hồi xưa là một nơi đã chết một ngày cả mấy ngàn và nhiễm rất nhiều, bây giờ một ngày chỉ 10-20 người, rất là ít, và nhiễm mỗi ngày có mấy trăm người thôi. Thì không hiểu, tôi không hiểu là cái thành phố đó bây giờ nó đã có nhiều người bệnh quá thành nó có miễn nhiễm hay chưa. Nhưng mà không hiểu tại sao mà thành phố New York rất là tốt, trong khi các tiểu bang như California, Texas, Florida là tăng rất nhiều. Thì nếu mình thấy rằng mở cửa đương nhiên là khi mà mở cửa như vậy đó thì cái sự tiếp xúc của con virus và người ta nhiều hơn thì là nó sẽ tăng lên thôi. Nhưng mà điều quan trọng là mình coi thử là cái số tăng nó có vượt bực so hồi trước không. Thì tại thời điểm này chưa, thành mình phải coi. Quý vị biết rằng mà mình không nên sợ hãi gì cả. Phòng mạch của tôi từ khi bệnh tới giờ hoàn toàn mở cửa, không bao giờ đóng cửa hết. Và tôi vẫn khám bệnh, khi thì qua phone, khi thì có mặt thường mạch như thường. Vì tôi nghĩ rằng vấn đề cái này đó, nếu mình biết cách cách ly, biết cách vệ sinh, rửa tay và thay áo, thay quần, và nhất là mình tránh đụng chạm với người bệnh đó, thì tôi nghĩ giống ông Fauci nói, không cần phải đóng cửa đâu, mình cẩn thận là được. Với thứ hai nữa, nếu mình lo hết sức khỏe mình tốt, tại sao người ta nhiễm mà 95% không ai bị gì cả, là vì sao? Cái miễn nhiều người đó họ chống lại, thì họ có thể bị bệnh nhưng mà họ phát triển antibody xong đó là qua ngay, thấy chưa? Thành quý vị thấy những người bệnh nặng đó, chẳng hạn như bị tiểu đường cao, diabetes mạnh, kidney disease, dialysis, lập thận hay là bị tim, thì những người đó nên đề phòng, vì lỡ mà trúng virus thì mình chống không nổi. Hoặc những người mà quá cao niên, không nghĩa là 80-90 chẳng hạn như vậy, mà yếu thì mình nên cẩn thận. Còn nếu mình biết giữ gìn sức khỏe, cơ thể mình mạnh thì mình chống con này rất là không, vì 90% đâu có ai bệnh đâu, chỉ một số vô bệnh viện, mà nếu mình có bệnh rồi đó thì rất nguy hiểm. Thành lời khuyên của tôi là quý vị
phải cái tâm hồn phải thanh thản, không gì sợ hãi. Và cuộc đời này đó, tất cả mọi chuyện là ơn trên giao phó nhân duyên. Nếu mình đã làm hết sức mình rồi, mình cẩn thận, mình ăn uống tốt, mình ngủ tốt, sức khỏe tốt, mình tránh tiếp xúc những người nào mà nghi có bệnh, thì là mình làm hết sức rồi, thì cái gì nó đến sẽ đến thôi, không gì lo. Và quý vị nhớ rằng đó, thì cuộc đời này đó, tất cả mọi việc đều có ơn trên phó mặc hết. Thành nên mà nếu có đi đó, thì nếu mình làm hết cuộc đời này, mình làm mọi chuyện tốt đẹp, thương người, giúp người, thì mình đi cũng đâu có sao đâu, quý vị thấy không? Nhưng mà quý vị nhớ rằng 100 người bị virus, 90 mấy người không sao hết, chỉ có khoảng 5-10% phải có bệnh ho, không có nếm được, không có ngửi được, sốt, và một số mà mạnh quá đó thì khó thở, cái đó là phải đi bệnh viện. Còn tôi đã nghe nhiều người kể là nhiều khi họ chỉ hơi không sốt, và họ ngửi không được, hay là họ nếm được, rồi 50 ngày cũng qua thôi, không gì mà sợ, quý vị thấy không? Thành á, quý vị an tâm đi, chứ quặng gánh lo đi và vui sống. Có gì mình lo, mình nói chuyện bác sĩ gia đình mình, hỏi ông cách thức thế nào. Nhưng quý vị nhớ này, điều quan trọng nhất, rửa tay, cách xa. Và bây giờ nếu được, mình nên đeo cái mask, ok? Và nghe ai mà ho một cái, thì mình, người ho đó phải che miệng, và hết gì che miệng, che mũi. Nhưng mà cái mình á, mình quay đi 180 độ. Và bước xa một tí, vi trùng nó chạy theo mình không kịp đâu, ok? Và nếu họ ho thì mình cũng che miệng che mũi luôn, chứ không phải là họ che thôi nha, che và quay 180 độ, bước đi, chào anh nè, xa, không sao hết, quý vị nhớ. Thành quặng gánh lo đi và vui sống, không gì phải lo. 90% người ta bị không sao hết, chỉ người nào bị bệnh nặng hồi trước ha, bị miễn nhiễm yếu thì ok, mình phải sợ mà thôi. Tôi nói hoài, nếu tôi nói cả ngày cũng được nữa, nhưng mà không có giờ, Thành nói ngang lên ngừng, có gì anh hỏi tôi nói thêm thôi. Quý vị nhớ là trong chương trình này, bác sĩ Võ Đình Hữu ngày xưa là làm thứ ba với chúng tôi trong cái giờ này, là lúc nào tới mùa cúm là bác sĩ Hữu nó rửa tay chưa, không có bắt tay nha, cứ vậy gặp nhau vậy. Cả mấy chục năm rồi nha. Mấy chục năm nay là... Bà nhớ cái gì nữa không? Đi toilet thì sao? Đi toilet rửa tay trước khi đi, chứ được. Không phải là sau. Sau khi có rửa nữa, đúng nhưng rồi. Mà trước khi đi là rửa. Bác sĩ dặn sao tôi nhớ vậy? Tại vì những cái đó là những cái mà nó rất là, mình nghe nó tầm thường, nó bình thường. Không ai nói hết. Mà nhưng chỉ mà nói thôi. Thật sự chỉ tôi nói thôi. À, đó thì bây giờ thì là thấy không cái mất tay, không mất tay tôi cũng nói đâu hết. Vâng. Chúng ta vẫn thích, và người Mỹ thì ví dụ người Tây Phương nói chung gặp nhau ôm còn hôn cái nữa. Không, 4 cái, Pháp. Đó thì hung không, cái bây giờ Pháp nói cấm cái đó rồi. Bây giờ sợ thế mò luôn, ôm cũng không được, phải đưa tay thúc cùi thúc cái chỗ. Vâng, thưa quý vị, những câu chuyện đó là những câu chuyện thấy nó bình thường, nhưng mà đóng góp cho bữa hôm qua, thưa quý vị, Orange County của chúng ta chỉ có 65 người nhiễm. Có thể nói là trong liên tục mấy ngày vừa qua, chúng ta có một cái tin mừng. Cảm ơn quý vị cùng đóng góp vô trong sự chặn đứng sự lây lan. Nhưng chưa phải là chúng ta đã hết dịch. Chúng ta vẫn còn dịch. Trong phần 2, quý vị chú ý đừng rời khỏi màn ảnh. Chúng tôi, phần 2, sau khi trình bày những sự giả trá của những âm mưu thâm độc muốn giết Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, tôi là ký giả Du Miên, 51 năm trong ngành truyền thông phục vụ đại chúng từ Việt Nam qua đến mảnh đời tị nạn cho đến giờ phút này, cùng với bác sĩ Võ Đình Hữu, được sự cho phép của một chuyên gia y tế, bác sĩ Võ Đình Hữu, chúng tôi sẽ chính thức uống trước mặt quý vị thuốc ký ninh để đề phòng COVID-19. Quý vị nhớ đón xem.